Xin chào tất cả các em học sinh khối 11 trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Cô là Đỗ Thị Hằng, giáo viên tổ vật lý công nghệ. Như video hôm trước các em đã học xong bài số 22, đó là bài lực Lorentz. Vậy thì trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em về phần nội dung bài tập lực Lorentz. Mời tất cả các em vào nội dung bài học ngày hôm nay như sau. Trước khi vào phần làm bài tập thì cô sẽ hệ thống lại cái lý thuyết chính của cái bài lực Lorentz. Như các em đã biết rằng được là mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường thì đều chịu tác dụng của lực từ. Và cái lực từ này người ta gọi đó chính là lực Lorentz. Vậy đặc điểm của cái lực Lorentz thì như các em học ở trong video lần trước thì các em biết rằng là đặc điểm của lực Lorentz là có điểm đặt tại điện tích chuyển động có phương. Đây, các em quan sát này. Cái lực Lorentz là đặt tại các cái điện tích chuyển động này. Có phương là vuông góc với vector V và vector B. Chiều thì tuân theo cái quy tắc bàn tay trái. Đó là đặt để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay. Chiều cổ tay đến ngón tay chỉ chiều của vector V khi quy dương và ngược chiều vector V khi quy không, khi quy này âm. Khi đó cái ngón tay cái nó chọi ra 90 độ là cho ta chiều của lực Lorentz. Đây các em quan sát đây. Nếu như điện tích này mà dương thì chiều từ cổ tay đến ngón tay bàn tay trái các em nha là chiều của vector V. Lòng bàn tay hướng các đường xúc từ, như hình này thì đường xúc từ đang hướng từ phía trên xuống phía dưới. Lòng bàn tay hướng đường xúc từ. Khi đó ngón tay cái chọi ra 90 độ đây. Chiều của vector F đây cho ta chiều của lực Lorentz. Còn trong trường hợp nếu như quy này mà tích điện âm thì em lưu ý cho cô này. Ngược chiều lòng từ chiều từ cổ tay đến ngón tay này là ngược chiều với chiều của vector V, em lưu ý nhé. Đây. Và độ lớn của lực Lorentz thì được xác định bởi công thức đó là F bằng trị tuyệt đối của Q nhân V nhân B nhân sin alpha. Trong đó cái góc alpha là góc hợp bởi vector V và vector B. Các em lưu ý cho cô, alpha là góc hợp bởi vector V và vector B. Cái phần này thì em cũng không cần ghi lại nữa, tại vì phần này các em đã học ở cái bài lý thuyết, phần lý thuyết rồi. Bây giờ các em sẽ đi vào một số cái bài tập ngày hôm nay. Bài tập vận dụng. Các em vào bài số 1. Phần này thì là phần tự luận, do đó các em tất cả các em sẽ ghi đề đầy đủ ở trong vở ghi của mình, ghi đề, tóm tắt và giải chi tiết nha các em. Bài 1. Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức một góc alpha. Vận tốc ban đầu của proton là V bằng 3 nhân 17 mét trên giây. Và từ trường có cảm ứng từ là V bằng 1,5 tesla. Proton có điện tích là 1,6 nhân 10^-19 coulomb. Để yêu cầu tính lực Lorentz trong các trường hợp sau. Thứ nhất là alpha bằng 0 độ. Thứ hai là IB là alpha bằng 30 độ. Và IC là alpha bằng 90 độ. Cô sẽ cho các em thời gian khoảng 1 phút để cho các em chép cái đề này vào trong vở ghi của mình nhé.
Như vậy thì hết thời gian ghi bài thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập này như sau. Đối với phần bài tập này các em biết rằng là khá là đơn giản. Đề cho vận tốc là V, cái phần tóm tắt đề thì là cô đã bôi đỏ này cho các em để các em dễ trong quá trình các em làm bài nhé. Cho V này, cho B này và cho Q, cho góc alpha trong trường hợp IA, B, C. Như vậy thì các em sẽ tóm tắt cái bài này như sau. Đây. Các em sẽ tóm tắt cái bài này. Đó là V sẽ bằng 3 x 10 mũ 7 mét trên giây. Cho B, cho Q, cho góc alpha. Như vậy thì đối với cái bài tập này thì các em sẽ áp dụng ngay cái công thức của lực Lorentzer. Đó là F bằng Q nhân V nhân B nhân sin alpha. Với alpha bằng 0 độ thì các em thay số vào. Lưu ý cho cô là cái màn hình máy tính các em để chữ D. Các bạn nào mà xuất hiện màn hình máy tính mà các em xuất hiện chữ R là các em ra kết quả sai nha. Khi alpha mà bằng 30 độ thì các em cũng thay số vào. Và khi alpha bằng 90 độ thay số vào lần lượt và các em có được cái kết quả như thế này. Thì bây giờ cô sẽ cho các em thời gian là khoảng tầm 2 phút để các em tóm tắt và các em làm bài vào vở ghi của mình nhé. Các em nhớ ghi chép bài đầy đủ vào trong vở ghi của mình. Như vậy là bài số 1 thì là cô đã cho các em thời gian để các em hoàn thành bài số 1. Bây giờ các em sẽ chuyển sang bài số 2 như sau. Một điện tích Q bằng 10 mũ trừ 4 coulomb chuyển động với vận tốc là V bằng 20 m trên giây trong một từ trường đều có B bằng 0,5 tesla. Lực Lorentzer tác dụng lên điện tích có độ lớn là 5 x 10 mũ trừ 4 newton. Để yêu cầu tính góc hợp bởi vector V và vector B. Như vậy thì để làm bài tập này thì cô sẽ cho các em thời gian khoảng tầm 30 giây để các em ghi khẩn trương cái đề này vào trong vở ghi của mình nhé. Vậy thì trước khi làm thì các em sẽ nên tóm tắt cái bài tập này để cho những thông số như sau. Thứ nhất, để cho Q bằng 10 mũ trừ 4, cho V là bằng 20 m trên giây, cho B bằng 0,5, cho F bằng 5 x 10 mũ trừ 4,
Đề yêu cầu là tính góc hợp bởi vector V và vector B, tức là tính góc alpha. Như vậy thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập như này như sau. Trước hết là các em sẽ áp dụng cái công thức cho cô, đó là công thức của lực Lorentz. Lực Lorentz thì các em học thì các em đã biết rằng là F sẽ bằng Q0 nhân V nhân sin alpha. Thì từ đó các em sẽ rút ra được cái công thức alpha như cô rút như sau. Đây, thay số toàn bộ vào. Lưu ý cho cô cái này, các em chỉnh lại cho cô cái này là Q ấy nha. Q hộ cô. Cái này là các em thay bằng Q và cái chỗ này các em gạch cái số 0 đi là V thôi. Thì thay số vào thì các em sẽ tính được sin alpha thay số vào là bằng 1/2. Khá nhiều bạn sẽ kết luận alpha bằng 1/2 luôn là sai các em nhé. Sau khi tính được sin alpha bằng 1/2 thì các em ấn cho cô shift sin của 1/2 thì nó ngay lập tức nó sẽ ra là 30 độ. Tức là các em sẽ có góc alpha bằng 30 độ. Như vậy thì phần bài tập này cũng khá là đơn giản luôn. Cô để cho các em thời gian khoảng tầm 1 phút để các em giải cái bài tập này vào trong vở của mình nhé. Lưu ý cho cô là màn hình để chữ D nha các em ơi. Bây giờ các em sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài số 3 các em, cô đọc đến đâu thì các em ghi đề luôn đến đấy. Hoặc là nếu như mà cảm thấy cô đọc nhanh quá thì cô vẫn dừng lại một chút để cho các em ghi đề vào trong vở ghi của mình nhé. Bài số 3 các em này. Một hạt mang điện tích 10 mũ trừ 8 coulomb bay vào một từ trường đều B bằng 0,02 Tesla. Với vận tốc đầu vuông góc với đường cảm ứng từ, vuông góc này tức là người ta cho góc alpha bằng 90 độ nha các em ơi. Hạt chịu tác dụng của lực Lorentz là 10 mũ trừ 3 Newton. Yêu cầu của đề là tìm vận tốc V. Như vậy thì trước khi các em làm, các em cũng nên tóm tắt vào vở ghi của mình những cái thông số để cho các em lưu ý cho cô này, cho Q này. 10 mũ trừ 8 cho B bằng 0,02 này, cho F bằng 10 mũ trừ 3 và các em bổ sung vào trong vở cho mình của mình là vuông góc V vuông góc với B. Như vậy các em sẽ bổ sung thêm cho cô là góc alpha bằng 90 độ nha các em. Và đề yêu cầu là tính V. Vậy thì việc đầu tiên các em cũng sẽ áp dụng cái công thức của lực Lorentz. Các em áp dụng công thức lực Lorentz đó là F sẽ bằng Q0 nhân V nhân B, Q nhân V nhân B nhân sin alpha. Thì các em thay vào đây. Từ đây F bằng Q là V nhân B nhân sin alpha này. Các em thay V vào đây. Thì lưu ý cho cô góc alpha này thay bằng 90 độ nhé. Thì màn hình các em máy tính các em để chữ D á thì nó sẽ ra được kết quả như thế này. 5 thì các em thấy này, 5 mà có 2 4 6 số 0 tức là 5 triệu mét trên giây. Thì có thể các em sẽ ghi bằng 5 nhân 10 mũ 6 cũng được. Hoặc các em ghi như cô ghi ở trên màn hình này cũng được các em nhé. Bây giờ các em sẽ sang bài tập thứ tư.
Còn bài tập thứ tư, bài 4. Một hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ, nếu hạt chuyển động với vận tốc V1 là bằng 1,6 nhân 10 mũ 6 m trên giây thì lực Lorentz tác dụng lên hạt là F1 sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc V2 bằng 4 nhân 10 mũ 7 m trên giây thì lực Lorentz F2 tác dụng lên hạt là bao nhiêu? Phần này đề cô sẽ cho các em thời gian khoảng tầm 3 phút để các em ghi bài nhé. Sau khi ghi đề xong thì các em theo dõi giúp cô này. Đối với cái bài này, đề cho là cùng một cái hạt điện tích chuyển động, tức là nó sẽ cùng quy mà nó chuyển động trong từ trường đều với cái mặt phẳng quỹ đạo của nó vuông góc với đường cảm ứng từ, tức là góc alpha của nó đề cho là bằng 90 độ như các em. Như vậy trước khi làm, các em cũng sẽ tóm tắt cho cô ba thông số quan trọng, đó là V1, F1, V2. Đồng thời trong cái phần này các em thấy một hạt điện tích, tức là quy của nó sẽ như nhau, dù vận tốc thay đổi, lực Lorentz của nó thay đổi, tuy nhiên quy là như nhau nè. Và góc alpha là góc hợp bởi vector V và vector B cũng như nhau luôn và bằng 90 độ. Và đề yêu cầu của nó là tính F2. Như vậy thì việc đầu tiên là các em sẽ áp dụng từ cái công thức mà F sẽ bằng quy không nhân V nhân B nhân sin alpha. Các em thấy rằng là một điện tích, do đó nó sẽ cùng quy không, cùng với đặt trong cùng một từ trường đều, do đó B nó sẽ là như nhau, góc alpha này cũng sẽ là như nhau. Như vậy thì các em thấy là lực Lorentz này tỷ lệ thuận với vận tốc là V. Từ đó thì các em sẽ có một cái công thức, đó là gì đây? F1 trên F2 sẽ bằng V1 trên V2. Như vậy các em có F1, các em có V1, V2, các em rút cho cô cái công thức F2. Đây cô nhân chéo và quy đồng các em. Cô rút sẽ F2 sẽ bằng F1 nhân V2 chia cho V1. Và cô thay số toàn bộ vào, cô sẽ ấn máy nó sẽ ra là bằng, các em thấy 10 mũ 6, 10 mũ 6 đây là triệt tiêu này, 2 nhân 4 là bằng 8, 8 chia cho 1,6 nó sẽ ra bằng 5. Và 10 mũ 7 giữ nguyên thì các em sẽ ra được cho cô là lực F2 là bằng 5 nhân 10 mũ 7 newton. Phần này các em cũng ghi đầy đủ vào trong vở ghi của mình cho cô nhé. Cô sẽ cho các em thời gian khoảng tầm 2 phút để cho các em ghi cái bài này vào trong vở ghi của mình. Và lưu ý cho cô nè,
Cái tỷ số lực F này là tỷ lệ thuận, do đó F1 trên F2 thì bằng V1 trên V2. Có một số sách thì họ viết là F2 trên F1 thì bằng V2 trên V1 cũng được nhé các em. Bây giờ các em sẽ tiếp tục sang cái bài tập số 5 nha các em. Bài số 5 là cho cái điện tích quy dương bay vào từ trường B, chiều của vector V và vector B được biểu diễn như hình vẽ. Hãy vận dụng cái quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực Lorentz. Đây hình vẽ là cho cái chiều như thế này. Vậy thì cô sẽ cho các em thời gian để các em ghi đề. Và đồng thời bạn nào mà ghi đề xong thì các em vận dụng quy tắc bàn tay trái của cô để xác định được chiều của lực Lorentz nhé các em. Các em ghi đề vào trong vở ghi, cô có thể đọc chậm lại cho các em ghi như sau. Một điện tích quy dương bay vào trong từ trường B, chiều của các vector V và vector B được biểu diễn như hình vẽ. Hãy vận dụng cái quy tắc bàn tay trái để xác định được chiều của lực Lorentz. Và các em vẽ hình này vào trong vở ghi của mình. Như vậy thì các em đã học ở cái phần lý thuyết. Phần lý thuyết thì cô nhắc lại cái quy tắc bàn tay trái. Đó là để bàn tay trái mở rộng. Lưu ý cho cô bàn tay trái mở rộng nhé. Sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay. Từ trường các em thấy từ trường vector B này người ta đang biểu diễn đó là vector gốc nhân, tức là đang đi vào, đang đi từ ngoài vào. Như vậy thì cái lòng bàn tay của các em phải để làm sao để hứng được chiều của vector B này. Lưu ý cho cô. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của vector V khi quy không dương, và ngược chiều với vector V khi quy không âm. Như vậy thì lúc đó ngón tay cái sẽ chọi ra 90 độ cho ta chiều của lực Lorentz. Như vậy các em nhìn vào trong cái phần này, người ta cho cái điện tích quy này là tích điện dương. Như vậy chiều của ngón tay bàn tay trái là từ cổ tay đến ngón tay này sẽ trùng với chiều của vector V. Vậy thì cô sẽ cho các em thời gian suy nghĩ khoảng tầm 1 phút để các em suy nghĩ và các em vẽ được cho cô chiều của lực Lorentz trong trường hợp như thế này các em nhé. Và sau đó cô sẽ đưa ra cái đáp án của cô. Trước tiên là các em nên đặt từ cổ tay đến ngón tay này. Cái của cái bàn tay trái là từ cùng chiều vector V hướng ra như thế này. Lòng bàn tay thì các em hướng chiều vector cảm ứng từ B. Vector cảm ứng từ B này là đang đi vào như thế này. Đang đi vào. Thì cái lòng bàn tay của mình phải hướng vào. Hứng lại, hứng chặn để được cái vector B như thế này. Và khi đó cái ngón tay cái của mình chọi ra 90 độ cho tay chiều của lực Lorentz. Như vậy thì khá nhiều bạn là chắc chắn là khi mà cô hướng dẫn như thế này là các em sẽ xác định được chiều của lực Lorentz. Và bây giờ tất cả các em quan sát cái hình ảnh mà cô giải như thế này nha. Đây, đây là cái bàn tay trái này các em này. Bàn tay trái, ngửa lòng bàn tay trái như thế này. Vector B các em thấy là đang đi vào. Chiều, cái điện tích quy này là tích điện dương. Vậy thì vector V để cho nó hướng ra như thế này. Thì các em phải để cái bàn tay trái sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay đây. Các em nhìn cô vẽ cái bàn tay trái này, cổ tay đến ngón tay. Là chỉ chiều của vector V. Đây. Và vector B đang hướng vào, do đó các em phải ngửa cái lòng bàn tay ra. Ngửa lòng bàn tay để hứng chiều của vector cảm ứng từ.
Thì khi đó các em thấy ngón tay cái này nó giỏi ra 90 độ, tức là cái ngón tay cái này nó hướng xuống phía dưới như các em, cho chúng ta được chiều của lực Lorentz. Đấy, nếu như mà cả đi thi các em gặp một cái đề tương tự như vậy, chỉ có điều là người ta cho cái điện tích quy này mà tích điện âm, thì các em lại cũng đặt chiều từ cổ tay đến ngón tay là ngược chiều vector v, do đó các em sẽ quay cái bàn tay trái này, các em quay ngược lại sang bên này, có nghĩa cái ngón tay sẽ hướng sang bên phía bên này, được chưa? Thì đó các em cũng vận dụng cái quy tắc bàn tay trái này để các em tính được cho cô, xác định được chiều của lực Lorentz cho cô nhé. Cô sẽ cho các em thời gian khoảng 30 giây để các em vẽ hình vào. Như vậy xong bài tập số 5 rồi, thì ngày hôm nay cô đã hệ thống cho các em một số cái lý thuyết chính để và một số cái dạng bài tập vận dụng của lực Lorentz. Và bây giờ cô sẽ giao cho các em một cái phần bài tập về nhà để các em làm, và sau đó các em nộp cho các thầy cô dạy ở bộ môn vật lý của lớp các em qua cái đường link Azuta nhé các em. Em ghi cái bài tập về nhà cho cô. Bài tập về nhà các em cùng ghi nào. Một proton bay vào trong từ trường đều. Em ghi vào. Một proton bay vào trong từ trường đều. Bài này thì cô sẽ đọc cho các em ghi luôn nha các em. Một proton bay vào trong từ trường đều. Theo phương hợp với đường sức của góc alpha. Góc alpha này người ta chưa cho biết bằng bao nhiêu nha các em. Theo phương hợp với đường sức một góc alpha, vận tốc ban đầu của proton là v bằng 5 nhân 10 mũ 6 mét trên giây. Em ghi vào vở đi, vận tốc ban đầu của proton là v bằng 5 nhân 10 mũ 6 mét trên giây. Và từ trường có cảm ứng từ B bằng 0,5 cách la. Và từ trường có cảm ứng từ B bằng 0,5 cách la. Biết proton này có điện tích là 1, Q bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Để yêu cầu tính độ lớn của lực Lorentz trong các trường hợp sau. Ý A, alpha bằng 30 độ. Ý B, alpha bằng 0 độ. Và ý C, alpha bằng 90 độ. Như vậy thì cái phần này nó tương tự với cái bài tập số 1. Do đó cô sẽ hướng dẫn các em giải như sau. Các em sẽ tóm tắt nội dung của cái bài này là những cái thông số mà cô đã bôi bằng cái mực màu đỏ các em này. Và lưu ý cho cô là cho V này, cho B này, cho Q bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Vậy thì có ba như này là các em phải tính lần 3 lần các em nhé, giống như trường hợp bài tập số 1 mà cô đã hướng dẫn các em rồi. Có nghĩa là trường hợp thứ nhất, khi mà alpha bằng 30 độ thì các em áp dụng cái công thức lực Lorentz F bằng Q nhân V nhân chỉ tuyệt đối của Q nhân V nhân B nhân sin alpha. Và lưu ý cho cô là cái màn hình máy tính của các em phải để ở chữ D, tức là đơn vị là độ nha các em. Chứ bạn nào mà máy tính của các em mà màn hình các em để chữ R là các em sẽ ra đáp số sai của cái bài này nha các em. Và tương tự như vậy, đối với trường hợp alpha bằng 0 độ hay trường hợp alpha mà bằng 90 độ, các em cũng sẽ tính được cái lực Lorentz của cái bài này. Phần bài tập về nhà này các em làm vào vở ghi và nộp cùng với phần bài nội dung bài học ngày hôm nay qua cái đường link Azota cho các thầy cô giáo để các thầy cô giáo thu và kiểm tra chấm vở cho các em nhé. Quay video lần ngày hôm nay thì cô hy vọng rằng là các em sẽ
làm tốt hơn cái bài tập về lực Lorentzer. Cô chào tất cả các em và cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau nha.